Mm. you -hmm. Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiết số 2 trong phần hai mặt phẳng song song. Ở tiết 1 thì chúng ta đã học kỹ cái phần các cái lý thuyết cũng như là các cái dạng bài đầu tiên về chứng minh hai mặt phẳng song song rồi. Hôm nay theo như chương trình thầy dạy thì trong tiết 2 này các em sẽ cùng học một số cái bài toán về hình lăng trụ đúng không? Như là lăng trụ tam giác này, hình hộp ấy, đúng không? Đó một số cái hình lăng trụ cũng như là xét cho thầy cái bài về dựng thiết diện liên quan đến song song với một mặt phẳng cho trước các thân mến phần này thì theo thầy nó không quá quan trọng đâu vì khi mà hỏi thi thì phần này người ta ít khi hỏi vào lắm nhưng mà uh, do thầy dạy thì thầy hay uh, uh, làm cho nó đầy đủ luôn Thế nên là nếu bạn bạn nào ấy mà không cần phải học ôn phần này Thì em cũng có thể bỏ qua không sao Còn nếu như bạn nào muốn học kỹ, cẩn thận, chi tiết hơn Những cái phần này thực ra là nó cũng bắt đầu nó nâng hơn đấy Dựng thiết diện song song với mặt phẳng Cũng như các bài toán về lăng trụ uh, Nó nâng hơn ở các cái chỗ mà hình chóp Và uh, phần trước đó ta đã học, được chưa nào Thế nên là uh, bạn nào mà để ý tiếp được thêm vào phần này nữa Thì càng tốt cho thầy được không? Hôm nay Kem sẽ uh, cùng vào hai cái dạng đó là dạng số 2 và dạng số 3 Chúng ta sẽ cùng đi vào trọng tâm của bài ngày hôm nay Kem nhé Các bạn và Kem sẽ cùng ghi tiếp cho thầy uh, dạng 2 một số bài toán về lăng trụ Tiếp nối của cái phần trước đó luôn Trong tiết 1 thì chúng ta đã làm các cái bài về chứng minh hai mặt phẳng song song rồi Thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái lăng trụ cái lăng trụ thì uh, trong quá trình làm bài thì các em ghi nhớ cho thầy một Số cái về phương pháp Thực ra thì cái việc chứng minh các quan hệ song song Trong lăng trụ thì thực nó cũng hoàn toàn Tương tự như trong các cái hình Chóp chúng ta đã học thôi Thì các em cố gắng nắm vững các định lý Và tính chất để chứng minh song song Trong lăng trụ Và hoàn toàn tương tự như trong hình chóp đã học Chúng ta sử dụng những cái dấu hiệu gì Talet, đường trung bình, tỷ lệ Đúng không? Một số cái uh, tính chất Liên quan đến song song thì chúng ta đều đã biết hết rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ việc chỉ có điều là cái hình vẽ nó khác đi một tí thôi. Trong quá trình làm người ta cố gắng để ý xem người ta nói là vẽ lăng trụ đứng hay lăng trụ xiên nhé Lăng trụ đứng người ta vẽ cạnh bên vuông góc về đáy thẳng đứng Còn lăng trụ xiên người ta vẽ chéo chéo nó đi Không nói năng gì thì ta tự hiểu là thường là vẽ lăng trụ xiên đấy Còn nếu người ta cho hình hộp với hình lập phương thì quá là quen với các em rồi Các em có thể tự vẽ được Tiếp, trong quá trình làm các em cố gắng nhớ về cái cách tìm giao tuyến và giao điểm các em thân mến, tương tự như ở trong hình chóp người ta có thể hỏi tìm giao tuyến của các mặt phẳng, tìm giao điểm của đường và mặt. Thì ở đây cũng vậy, hoàn toàn có cái dạng bài đó là tìm giao tuyến và giao điểm. Thì thầy sẽ điểm qua cho các em một số bài có thể có cái này nhé. Trong quá trình làm các em nhớ lại về hai phương pháp tìm giao tuyến, đó là cái phương pháp tìm hai điểm chung hoặc là phương pháp tìm một điểm chung và kẻ song song. Ờ, cái, cái phương pháp tìm giao tuyến ta đều nhớ rồi cái phương pháp tìm giao điểm ta cũng để ý thêm một tí cho thầy thực ra thì những cái này thì hỏi thi thì người ta cũng 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 hay hỏi trong hình chóp thôi còn hỏi trong lăng trụ thì thực ra là làm tương tự cuối cùng các em phải nhớ được các cái đặc điểm tính chất của các cái hình lăng trụ lăng trụ tam giác lăng trụ tứ giác thí dụ như là hai mặt đáy song song và bằng nhau đúng không các cạnh bên cũng song song bằng nhau ví dụ như thế các cái mặt của hình lăng trụ ấy là hình bình hành khi mà chứ không có thêm điều kiện gì thêm Đúng không? Các cái mặt bên đấy Đó, nhớ thêm các tính chất đó Khi làm bài thì chúng ta mới dễ dàng hơn Nhớ chưa? Trong quá trình làm được bây giờ Nhớ được mọi thứ đặc điểm tính chất ấy Thì chứng minh nó dễ dàng lắm Nhớ chưa? Đó, ở đây thầy nói thêm cho qua một số cái phương pháp như vậy Bây giờ Kem sẽ ghi cho thầy bài tập nhé Kem ghi thầy bài 8 Tiếp nối dạng 1 thì chúng ta đang dừng ở bài 7 chúng ta cứ nối tiếp vào đây Hai bài mà hai tiết liên tiếp với nhau Thì chúng ta viết luôn đây là bài 8 cho liền mạch dạng luôn. Thì bài 8 có nội dung như sau: Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M và N sao cho độ dài AM bằng BN. Cái này để ý nhé. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M và N lần lượt cắt các uh, cái cạnh AD và AF tại M phẩy N phẩy. Ở đây chúng ta đã vẽ hai đường thẳng. Vẽ hai đường thẳng xuất phát từ M và N song song với AB, lần lượt cắt AD và AF tại M phẩy N phẩy. Các em chú ý hai nét vẽ nhé để tí nữa để ý. Chứng minh rằng có ba ý liền. Đấy, trong một bài nó có thể có tổng hợp rất nhiều ý luôn. Thứ nhất, mặt phẳng ADF song song mặt phẳng BCE. B. Chứng minh đường thẳng M phẩy N phẩy song song DF C chứng minh mặt phẳng DEF song song mặt phẳng MM'N'N phẩy N phẩy N và MN song song DEF. Các ý này nó sẽ hỗ trợ lẫn cho nhau đấy các em. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm cục từng ý một nhé. Có một số ý là chúng ta đã tìm hiểu và biết cách làm từ trong tiết 1 rồi. Đúng không? Chúng ta đã nắm được cái phương pháp chứng minh hai mặt song song rồi. Đúng không? Và từ đó khi hai mặt đã song song thì kéo theo cái tính chất đó là mọi đường trong mặt này đều song song mặt kia đấy. Nhất là cái câu C là dùng cái này rất là chắc chắn đấy này Câu C là kiểu gì từ cái này là suy ra dễ dàng được cái này này Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý cái cách vẽ của bài này Các em nên nhớ cho thầy là vẽ hai cái hình vuông Tại sao người ta không nói là vẽ lăng trụ hoặc là vẽ hình chóp Mà hôm trước có một cái bài này, vẽ hai hình bình hành Nằm ở trong hai mặt phẳng phân biệt và có chung một cạnh Thì ở đây khi vẽ hình vuông các em lưu ý là nó cũng bị bóp méo nó đi rồi Nó cũng thành hình bình hành hết thứ nhất đây là hình bình hành abcd và à, hai hình vuông đúng không nhưng mà khi vẽ vào đây nó theo kiểu bình hành hết kem nhé Chị em không vẽ hình vuông đâu vì vẽ hình vuông vào đây nó cũng bóp méo như thế này hết mà nó nằm ở hai mặt phẳng phân biệt và có chung cạnh ab đó thì cách vẽ này cũng chính là một cách nói khác của cái việc là vẽ lăng trụ đây là lăng trụ tam giác nhưng mà lăng trụ này nó không thẳng đứng mà nó lại nằm ngang ra đúng không nó nằm ngang ra thôi Chúng ta lấy M và N lần lượt M thuộc AC Được chưa? Lấy M thuộc AC Và lấy, lấy điểm N thuộc BF So cho đoạn AM có độ dài bằng đoạn BN Tức là ví dụ nhé Thầy lấy M ở vị trí cái chỗ này Ví dụ thầy lấy AM bằng 1 phần 3 AC Thì thầy cũng phải lấy BN Bằng 1 phần 3 BF Các biết tại sao không? Hai cái hình này là hai cái hình vuông đúng không? Mà hình vuông này có bốn cạnh bằng nhau, thế mà nói chung cạnh AB rồi thì chứng tỏ đây là hai hình vuông bằng nhau. Nên các cạnh tương ứng bằng nhau thì hai đường chéo AC và BF này chắc chắn bằng nhau. Như vậy nếu các em lấy ở một cái vị trí nào đó, chỗ này ví dụ 1/3 thì chỗ này em cũng phải lấy 1/3 để đảm bảo là AM bằng BN nhé Các em nối thêm cho thầy một số nét vào. Tiếp tục này qua M và N lần lượt người ta vẽ hai đường thẳng song song với AB như vậy qua M người ta vẽ đường thẳng MM, phẩy qua N người ta vẽ đường thẳng N phẩy không nhìn thấy không đề nó nói thế mà qua M và N lần lượt vẽ hai đường thẳng song song với AB đây song song với AB đây và cắt AD cắt AF lần lượt tại M N phẩy như vậy thầy đã vẽ xong như vậy ba cái này là song song với nhau nhá đề người ta nói thế rồi đấy nhớ chưa Chúng ta nối nốt một số cạnh vào để tí nữa chúng ta thu được một cái hình kiểu lăng trụ Được chưa? Đầu tiên em nối phẩy M, M, N, N để thu được một số cái mặt phẳng giống như trong câu A người ta có nói đấy. À trong câu B thì mới dùng phẩy M, M, N, N Các em nối hai cái này vào mới là quan trọng đây Cái này thì cứ nối trước đi, tí nữa thằng nào cũng dùng đấy Thì nối hai cái này lên Đấy thì giống một cái lăng trụ tam giác nhưng mà nó nằm ngang ra thôi Đây cũng chính là một cái bài về lăng trụ Uh, câu đầu tiên là người ta yêu cầu các em là chứng minh mặt phẳng ADF và mặt phẳng BCE hai cái này quá quen. Cái này giống như hai đáy của lăng trụ. Đây, hai cái thầy tô vàng này, nhìn thấy chưa? ADF và BCE. Cái này chúng ta đã chứng minh nhiều rồi cơ, chứ không phải là một lần đâu. Chứng minh hai cái mặt này song song với nhau thì đúng song song thật. Vì em có thể tưởng tượng rằng là ba cái mặt ba cái mặt Uh, mặt này, mặt này và cả cái mặt ở ngoài đấy nữa, nó đều có thể tính là những cái hình bình hành. Thực ra chuẩn thì hai cái mặt này là hình vuông rồi, được chưa? thì uh, cái, cái 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 hình mà EF DC này này, nó cũng là một cái hình, thực ra nó là một cái hình chữ nhật rồi, ấy, nó là một cái hình chữ nhật rồi. Thế thì đảm bảo rằng nó tạo thành một cái khối lăng trụ, nên hai cái đáy này chắc chắn là song song. Nhưng mà đấy là chúng ta đang đọc dựa trên cái tính chất thôi. Đây nó không hề nói là cho lăng trụ, nó mà nói cho lăng trụ thì mình lại nói luôn là đấy là theo tính chất rồi, đó nó tự động song song với nhau rồi. Bây giờ chúng ta phải bắt đúng cái phương pháp chứng minh hai mặt song song. Thì một lần nữa nhắc lại cho các em đó là chúng ta sẽ cố gắng uh, rút hai cái đường nào đó hai cái đường nào đó trong cái mặt này chứng minh là nó hai cái đường cắt nhau trong mặt này song song mặt kia là được. Hoặc là tìm ra hai cặp song song đối ứng A song song A phẩy, B song song B phẩy Trong đó AB cắt nhau, A phẩy, B phẩy cắt nhau Làm lần lượt là hai mặt Thích trình bày theo hiểu ý nào cũng đều như nhau cả Thế đây chúng ta đoán ra ngay Chúng ta sử dụng hai đoạn đó là AF và AD AF thì song song BE là quá chuẩn AD là song song với BC cũng là quá chuẩn Tại vì hai cái hình ban đầu này người ta đều cho là hình vuông Tự nhiên song song bạn nào thích có thể dùng df song song với ce cũng được nhưng mà lại phải mất công chứng minh thêm bước nữa đấy chưa là tại sao hai cái này song song thì lúc ấy các bạn lại phải mất thời gian chứng minh đó là ef bằng cd nên cái hình này là hình bình hành vừa song song vừa bằng nhau nên hình bình hành thì mới kéo theo hai cái này bằng nhau hoặc là xét hai tam giác vuông nhưng một là... thôi mệt lắm Không, cái tam giác này chả chắc đỡ vuông vì hai cái mặt phẳng này nó là hai cái hình vuông thôi chưa chưa chắc hai cái tam giác này vuông như vậy là lắm khi mà chúng ta đừng có dùng IDF DF Chúng ta nên dùng AF và AD thôi Thì hai cặp đối ứng song song là quá ổn rồi Được chưa? Ta trình bày ngắn gọn đi cũng cũng được Ok, như vậy chúng ta trình bày ý A trước nhé ABCD là hình vuông Nên cặp thứ nhất là AD song song BC bên này này à, Dễ dàng chứng minh được đó là đây là chúng ta đang trình bày đầy đủ đấy nhé Đầy đủ thì chúng ta sẽ nói là AD Thì là một đường không nằm trong mặt BCE Nhưng lại song song BC BC nằm trong BCE Nên kéo theo là AD song song BCE Đây là thầy nhắc lại về cái phương pháp chứng minh đầy đủ đấy Thì chúng ta sẽ phải nói như thế này Còn mấy kia thầy nói thật với các em Các em nói ngắn gọn cũng được Càng về sau các em làm ngắn bớt đi Miễn là giáo viên không trừ điểm nữa được Thế các em chỉ cần nói là BC Nằm trong BCE nên kéo theo đó là AD Song song BCE thì làm như thế càng ngắn còn nếu mà trình bày đầy đủ ta còn phải nói rõ đó là ad là một cái đường không nằm trong mặt này cơ nó mới là đúng đấy đấy mới là chuẩn tương tự abef là hình vuông nên af song song be be cũng nằm trong bce kéo theo đó là af cũng song song bce như vậy từ 1 và 2 ta dễ dàng suy ra đó là kết hợp với một điều nữa đó là ad và af thì cắt nhau tại a và cùng nằm trong mặt phẳng adf ba điều này là đủ cơ sở để khẳng định được là hai mặt phẳng này song song đây là trình bày đầy đủ chi tiết nhất theo đúng cái tinh thần mà định lý người ta đưa ra thế nào thì mình nói như thế còn trình bày tắt thì mai kia mình chỉ cần làm đúng ba dòng thôi chúng ta có thể trình bày tắt hơn một tí đó là chỉ cần ghi một số ý chính như ad song song bc af song song be AD và AF nằm trong ADF, BC và BE nằm trong BCE. Đấy, hai bọn này thì nhìn thấy là thấy nó viết hai đường cắt nhau. Lắm khi mà cái dữ kiện mà hai đường này là hai đường cắt nhau và cùng nằm trong một mặt, có những lúc thì kem cũng có thể bỏ qua. Nếu như mà ai mà dễ tính mà không yêu cầu ấy, Chứ chặt chẽ ra thì phải ghi đúng cả ba ý thật. Nhưng mà kia có nhiều bạn chỉ cần hai ý này thôi là kết luận được rồi. Thì tùy các em nhé. Bài đầu tiên luôn luôn là thầy sẽ trình bày cẩn thận nhất có thể. Các bài so sánh đêm làm tắt đi một tí không không sao cả. Nhớ chưa? Miễn là em hiểu bài rồi là được Đấy, như vậy là cái ý A là xong Điều phải chứng minh rồi à, Chúng ta tiếp tục nhìn lại vào ý B Chứng minh M phẩy N phẩy song song DF Các em nhìn hình Thấy nối lại rồi Đây là M phẩy N phẩy Đây M phẩy N phẩy đây Song song DF, ừ thì thấy song song thật Thế làm thế nào chứng minh được song song? Chúng ta sẽ sử dụng talet nhé Muốn song song được thì bây giờ ta xét tam giác ADF ADF. Nếu bây giờ bạn lập được tỉ số giữa AN phẩy trên AF bằng AM phẩy trên AD mà bằng nhau ấy thì tự nhiên là chúng mình song song ngay. Thế bây giờ bạn phải chứng minh được tại sao hai cái tỉ số mà thầy nói là bằng nhau. À đó. Thì thực ra cái này nó lại rất dễ vì em nhìn nhá, AN phẩy trên AF thì nó lại tương ứng đúng bằng với BN chia BF tại sao? Vì cái này song song cái này rồi. Xét tam giác AFB thì cái này song song cái này. NN phẩy song song AB nên tự nhiên cái tỷ lệ này nó hay chơi kiểu bắt cầu đó. Cái tỷ lệ này nó lại bắt cầu sang tỷ lệ bên này. <laughs> đó, nó vui như thế này. Thế thì hoàn toàn tương tự AM phẩy trên AD hoàn toàn bằng với AM trên AC vì MM phẩy song song CD. Cái này là giả thiết Thực ra giả thiết chỉ nói là cạnh này, cạnh này, cạnh này Song song, nhưng do là AB song song CD Nó kéo theo nốt là song song nốt với cái bác cuối cùng Đó Khi hai tỷ lệ ấy được thỏa mãn rồi Thì em tự hào mà nói là Cái cái này song song cái này thôi Như vậy chúng có tính chất kiểu bắt cầu đúng không? Rất là hay Mời các em trình bày vào Đấy, không phải tự nhiên nghiễm nhiên người ta Tự nhiên ban đầu người ta cho cái này và ba cái này là song song đâu Giờ nó có ý đồ cả đấy Đúng không? Để lập ra các cái cái cái, cái, cái bắt cầu sang đấy kiểu như thế đấy hay chưa? chỉ nếu không thì chưa chắc bạn đã chứng minh được đâu. bạn không dùng tỷ lệ trong trường hợp này thì bạn chưa chắc đã chứng minh được. được chưa nào? vì mới đầu bạn đâu có biết là mà phải là phải bạn phải có một cái tỷ lệ nào đó đặt ra thì bạn mới biết thực là nó nằm ở đâu. chỉ nếu không làm sao bạn khẳng định được là song song đúng không? mình không có một cái tỷ lệ nào đó biết trước. ta ghi. ABCD và ABF đều là các hình vuông để cho nên hai cái đường chéo AC và đường chéo BF là bằng nhau chắc chắn rồi Từ cái dữ kiện giả thiết mà đề nói lúc đầu là MM phẩy song song CD Thì kéo theo cái tỷ lệ chúng ta vừa lập được đó là AM phẩy trên AD bằng AM trên AC D tỷ lệ thứ nhất Từ cái yếu tố song song thứ nhất Từ yếu tố song song thứ hai đó là NN phẩy song song với AB thì chúng ta cũng lập được một cái tỷ lệ nữa đó là AN phẩy trên AF bằng BN trên BF Cái mà thầy vừa đọc lúc nãy đấy Có hiểu không? thế từ hai cái này mà giả thiết lại đưa ra đó là cái đoạn AB, à cái đoạn AM thì lại bằng BN, hai đoạn này đề nói hết rồi, thế này thầy giải thích lại cho nghe chỗ này nhé, cái này trên cái này AM phẩy trên AD thì bằng AM trên AC À, mà bằng nhau được một phần cũng là do bằng luôn với cái 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 gì nhỉ? vì lúc nãy người ta còn cho một dữ kiện nữa đó là am trên ac đúng không? thì nó lại đúng bằng với bn trên bf chuẩn quá rồi, được chưa? bắt cầu hay cái bằng nhau là xong. Đấy tức là ở cái bước số 3 ấy, mình chứng minh được hai cái tỉ số này này, cái này bằng cái này, cái này bằng cái kia nhưng mà phải chứng minh được hai cái tỉ số bằng nhau nữa thì bài này cái tỉ số rất là rõ ràng luôn. BN và AM người ta cho bằng nhau. BF và AC thì ta tự suy ra được bằng nhau. Có hiểu không? Đó. Thế nên là và kéo theo là bằng nhau hết. Nhớ chưa? Thì xin nhắc lại một lần nữa này, một lần nữa để ý kỹ vào đây. Ta có AN phẩy trên af bằng bn trên bf theo tính chất song song đây là cái thứ nhất nhá talet đấy tiếp am trên ad bằng am trên ac cũng song song được chưa thế mặt khác am thì lại bằng bn ac thì lại bằng bf Tôi tự suy ra được mà nên hai cái tỷ số ở bên này này là tương ứng bằng nhau Vậy kéo theo hai cái tỉ số của hai cái này cũng tương ứng bằng nhau. Từ đây kéo theo là cái tan nét là hai cái này nó bằng nhau này, song song ở à, đấy. Hiểu chưa? Nó vui thế, không nướng người ta không cho dữ kiện đó là AM bằng BN thì mình không suy ra được đó là hai cái hai cái tỷ lệ thức ở hai bên này là bằng nhau được. Đấy. Hiểu cái chỗ này rồi nhé. Hai tỷ lệ thức này bằng nhau được. Đây này, suy ra được vì theo giả thiết này đề người ta nói cho hết rồi. Đấy, nên từ 1 và 2 kéo theo cái việc đó là AM bằng BN thì hai cây bằng nhau hết rồi thì kéo theo hai cây bằng nhau. Đúng không? Ừ. Mà từ khi hai cây bằng nhau thì em xét vào trong tam giác ấy, đó, xét tam giác. Thì chúng ta dễ dàng nhìn ra được đó là M phải N phải song song DF. Đây chính là điều cần phải chứng minh rồi. Như vậy là câu B kết thúc thành công. Ok chưa? Bây giờ ta tiếp tục ta xét câu C nhé. Câu C là chứng minh được ý đầu thì tự nhiên ra ý sau ngay chứng minh mặt phẳng DEF song song MM phẩy N phải, N bây giờ các em cùng nhìn hình vẽ sau đó chứng minh từ cái này thì kiểu gì mà chả chứng minh được MN song song với DEF chuyện này là bình thường à thầy tô đậm một số cạnh đây M phẩy M phẩy N phẩy N nó là một cái hình thang ấy thầy đã vẽ vì MM phẩy song song N N phẩy nên nó là một hình thang thì vẽ ở đây mặt phẳng DEF các em chú ý DEF thì cũng chính là mặt phẳng CDEF công nhận không? Mặt phẳng đi qua 3 điểm này DEF thì cũng chính là mặt phẳng CDEF đúng không? Vì CD song song EF CD song song EF nên chắc chắn CD và EF là đồng phẳng vậy C sẽ phải thuộc cùng mặt phẳng chứa DEF là chuẩn rồi như vậy thực ra người ta nói là DEF em có hiểu là cả một cái mặt to tướng này này thấy vẽ màu vàng ngoài chính nó đấy là hai mặt phẳng song song Bây giờ chúng ta rút những cái cạnh nào ra Thì uh, chúng ta dựa ngay trên cái chứng minh vừa làm được ở trên Vừa chứng minh được đó là M phẩy N phẩy của cái này này Song song với DF Như vậy là có một cặp đầu tiên Ta chọn một cặp nữa đi thì là ổn Một cặp nữa thì em xuất phát từ cạnh nào cũng được Có hai cách em đã chọn m phẩy n phải, song song df của anh này rồi thì cái tiếp theo em chọn m m phải cũng được mà em chọn n n phải cũng được thì m m phẩy n n phải đều song song ad à song song gì quên mất rồi à song song cd m m phải và n n phải, em thích dùng cái nào cũng được thì nó song song cd thực ra là đề bài cho song song ab nhưng do bắc cầu ab song song cd nên em dùng một trong hai ông này ông nào cũng được miễn là m mà phải và n, n phải nó đều cắt được m phải n phải ban đầu nhớ chưa ở à đó kiểu như thế dùng hai cái cạnh hai cái đường thẳng cắt nhau trong ý mà ý này lại dễ rồi nhá à đấy như vậy là làm được rồi đúng không trong lăng trụ trong hình chóp thì nó cũng tương tự nhau chả khác gì từ chứng minh trên ta đã có trước đó là m phải n phải song song df nên từ đây ta ghi ra được đó là df song song với mặt phẳng m mà phải n phải n, phải, n có một ý đầu tiên cái thứ hai ta dùng luôn đoạn nn phẩy em thích em dùng MM phẩy được nn phải song song ab theo đề bài mà nn suy ra nn phẩy sẽ song song với ef cái việc này đọc đúng rồi tại vì ab song song cd đúng không thầy nói lại cho nghe nn phẩy song song ab nên kéo theo song song cd à thầy bảo nhé em dùng song song Thầy có nói là song song CD nhưng mà thực ra em dùng song song EF thì nó đúng đấy. Thực ra dùng cạnh nào nó đúng hết. Hay nhỉ? Ở à đấy, bây giờ dùng cạnh nào đúng hết. Tại vì em biết tại sao lại không dùng CD không? Nhiều bạn tại vì nhiều bạn ấy bạn đi bảo thưa thầy, em mới đầu em chưa nghĩ ra được đó là mặt phẳng DEF nó trùng với mặt phẳng CDEF thì sao? Thế thì thôi em dùng cạnh EF cũng được thì lúc ý là chuẩn nhất Nhưng mà nhớ là lúc này là bốn điểm này là đồng phẳng rồi Nên em chứng minh song song CD hay là EF đều ổn Chả qua là an toàn thì nhiều bạn bạn ý sẽ chơi cái trò đó là Chứng minh là uh, song song EF đều như nhau cả thôi Đúng không? Ừ, được EF vì đề giải thiết có nói như thế rồi uh, Kéo theo việc song song thứ hai NN thì lại nằm ở trong mặt phẳng M, -m phẩy NN phẩy nên dễ dàng người ta có EF cũng song song nốt mặt phẳng này. Từ hai điều này thì kết hợp với một điều nữa đó là DF và EF thì cùng nằm trong mặt phẳng DEF và đây là hai đường cắt nhau tại F nên từ ba điều này tôi suy ra hai mặt phẳng song song với nhau. Đó rất là ok. Từ cái ý này thì kiểu gì thì các em cũng sẽ chứng minh được ý còn lại. Đó là chứng minh được nốt MN song song DEF. MN thì nằm trong này mà, nên tự nhiên phải song song nốt Thì đây là điều cần phải chứng minh Như vậy chúng ta quen hơn với cái này rồi nhá. Làm ý trước thì ý sau làm được ngay Cái không khó đúng không? Đây là cách trình bày mẫu mà thầy đã làm rất là nhiều trong quá trình học rồi à, Thực ra cái ý 1 và ý 2 này kem thích thì em suy ra Còn thực ra thầy chỉ cần kem suy được hai cái ý song song này thôi Ý này này Và ý này này là người ta đã biết là hai anh chàng này thì thuộc mặt này hai anh chàng kia thuộc mặt kia và là những đường cắt nhau đấy là hiểu ngầm đấy thì cũng đã rất là tốt rồi à, bài tập này là cái bài mẫu đầu tiên thầy chỉ mày cẩn thận liên quan đến cái kiểu hình lăng trụ chúng ta hiểu bài rồi chứ bây giờ ta làm hoàn toàn tương tự thì chúng ta sẽ tiếp tục làm được bài tập tiếp theo các em nhé